Xin chào các bạn. Đó, mình vừa cho các bạn xem nghe một cái tiếng, một số cái hợp âm mà buổi trước, mấy tuần trước mình cũng đã làm video rồi. Thì hôm nay có nhiều bạn hỏi rằng là những cái hợp âm này rất là hay, nhưng mà nếu như mà có cái sơ đồ hợp âm chi tiết hơn về cái hợp âm thì sẽ tốt hơn, bởi vì nói tên hợp âm ra ấy. Đó. Sút 4, sút 2 rồi thăng cái gì đó thì các bạn không hiểu, nhiều bạn không hiểu. Thế nên là các bạn ấy nhớ có comment cái yêu cầu rằng là mình sẽ làm những cái hình ảnh, những cái hợp âm lên trên đó, gửi cái hình ảnh hợp âm trên đó. Thì mình đã làm, hôm nay mình sẽ làm chi tiết lại cho các bạn những hợp âm này nhé. Thì các bạn có thể xem dưới màn hình nhé. Thì thông thường các bạn hay chơi cái vòng C G A M F đúng không? Đô, son, la, fa đúng không? Đô, son, la, fa. Thì để thay đổi cái màu sắc đi thì chúng ta sẽ chơi trên một cái tông khác, đó là tông mi trưởng. Đó. Đô, đấy, ví dụ như mi là đô này thì mình sẽ chuyển đô thành mi này, mi trưởng này, si này. Thành cái vòng này. Vòng sẽ là mi, si, đô thăng thứ, la trưởng. Đó, nhưng cái cách bấm những cái hợp âm này nó sẽ cho một các bạn cái màu sắc khác hoàn toàn. Mình bấm thông thường cho các bạn xem nhé. Thì đây, thông thường thì mi trưởng bấm như này đúng không? Ok, vậy si trưởng các bạn sẽ bấm như này đúng không? Đô thăng thứ bấm như này. La trưởng bấm như này. Đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ bấm một cái kiểu khác. Thì các bạn sẽ xem sơ đồ bên dưới. Ok, bắt đầu các bạn sẽ xem sơ đồ nhé. Thứ nhất là mi trưởng thì vẫn là mi trưởng đúng không? Ok, đây là một mi trưởng thứ nhất mình dùng ở đây. Mi trưởng thứ hai là mình dùng trên cái ngăn trên này. Đó. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đó, ok, trên ngăn 5, 6, 7, ngăn 7. Đó. Đó, bấm đi. Đây cũng là mi trưởng nhé. Tiếp theo mình dùng si trưởng này. Không phải chặn đâu, bình thường các bạn sợ bấm chặn, si trưởng phải chặn hết như này đúng không? Nhưng mà đây mình sẽ bấm theo kiểu khác, nó một kiểu có nghĩa là hai cái dây dưới này nó luôn luôn buông ra đó, bấm này. Chỉ bấm một ngón này, ngón này bấm vào đây và hai ngón sau này, hai ngón sau này chúng ta sẽ, hai ngón này, này đó, chúng ta sẽ bấm vào đây đó, ngón hai không dùng nhá, ngón hai không dùng này đó, bạn thấy chưa, không dùng đúng không? Bấm y như thế, kéo lên đô thăng thứ, bấm y ở đô thăng trưởng chứ, đô thăng thứ đó, bạn thấy chưa, đó, đưa si trưởng ở đây đúng không, kéo lên ngăn 4, bấm y như thế, kéo lên ngăn 4. Các bạn xem sơ đồ hợp âm nó nằm phía dưới nha. Đó, đó, như thế là chúng ta được đô thăng đúng không. Ví dụ các bạn ở đây các bạn muốn chuyển thành mi trưởng thì các bạn kéo lên ngăn 7 luôn. Đó. Mi này, si trưởng. Đó, đô thăng này. Đó, bây giờ mình lên la trưởng. La trưởng mình không bấm ở đây. Mà mình bấm ở trên ngăn 5, đó, bấm như thế này. Đó, các bạn có thể xem sơ đồ phía dưới và bấm đúng theo y như thế nhá các bạn nhé. Đó, mình có ghi ngăn ở cái đó. Bạn nhìn vào cái ngăn, có nghĩa là ngón 1 nó bắt đầu từ ngăn 5, đó, bấm vào ngăn 5. Cái này không phải chặn nhá, các bạn đừng nghĩ là tay mình chặn chặn nó như này đúng không? Hôm nay là mình bấm này, thấy chưa? Mình bấm đúng một ngón, thấy chưa? Đó. Đó, chúng ta thấy chưa? Bấm như này. Đó, cái vòng này rất là hay đúng không? Thì các bạn xem mình đánh theo một cái vòng theo của nó nhá, như này. Vòng là như vậy đó. Vì thay vì chúng ta chơi đô son la fa C G A M F thì chúng ta có thể chơi bằng cái vòng này đúng không? Thì vòng này nó kêu giống như vậy, nó chỉ khác tông thôi đúng không? Kia là mình đánh ở tông đô trưởng, đây sẽ là tông mi trưởng đó. Và cái màu sắc của cái hợp âm nó sẽ khác, nó tạo cho các bạn một cái màu sắc hợp âm rất là hay. Đó, thế các bạn nghe nhá, nghe một lần này, làm chậm này, mi trưởng này, thay vì bấm dưới này, mình bấm ở đây.
tiếp theo si chửi này, đô thăng này, la chửi. Đó, dễ chưa? À, cái hợp âm la chửi này rất là hay. Hoặc là chúng ta có cái hợp âm pha thăng chửi, chúng ta cũng có thể bấm như la chửi này nhưng kéo về pha thăng. Đó, được cái màu sắc hay chưa các bạn? Si chửi ở đây đúng không? Thì chúng ta cũng có thể bấm như trên ngăn 7 này. Đó, nghe màu sắc hay không các bạn? Đó, la chửi này nó vô cùng dễ để bấm luôn. Đó, những cái hợp âm này nó rất dễ, chúng ta không phải chặn gì hết, chúng ta chỉ di đi di lại thôi, đúng không? Đó, pha thăng chửi này, kéo đi la chửi, kéo si chửi này. Hay đúng không? Đó, ok. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn chúng ta hiểu hơn về những cái hợp âm trên những tông khác, và đây cũng là một trong những hợp âm hay để chúng ta tạo thành cái màu sắc mới lạ hơn trong cái quá trình điểm hát của mình. Xưa nay mình quá nhàm chán rồi, đúng không? Chúng ta có thể chuyển. Ok. Đó. Rất là hay đúng không? Hôm nay mình có một cái đàn mới. Đó, rất hay, đẹp. Mình mua cái đàn này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái đàn Morris F15 nhưng mà nó rất là nguyên bản, vô cùng đẹp và bấm rất nhẹ, âm thanh hay. Mình rất thích cái âm bát của nó, âm bát có mấy cái dây to nó kêu rất là bát, thích cái âm bát của nó rất là dày nhá. Đó, các bạn nghe không? Đó, từ dây này, đó âm bát rất dày, nghe sướng. Mình cầm một cái đàn mình yêu luôn. Nghe rất thích. Đó, bên cạnh đây thì mình vẫn có cái đàn classic này, thì hay làm video cho các bạn xem. Thì cái này cũng rất là hay, âm thanh đàn cái này cũng khá là hay, bạn nghe qua nhé, vô cùng hay luôn. Đây, cái đàn thì nó có cái màu sắc khác nhau. Classic thì có cái hay riêng của classic, acoustic thì có cái hay riêng. Nên là chúng ta tùy vào cái sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mà mình thì chơi đàn thì mình nên sở hữu cho mình hai cái màu sắc này, acoustic và classic, để chúng ta thay đổi không khí. Hai cây này thì cây Matsuka M50, cái này mình mua với các bên cửa hàng guitar Nhật cũ là mua hết 8 triệu. Đó, các bác cứ hỏi. Còn cái cây này thì mình mua có 3,8 triệu. Cái này 3,8 triệu. Đó. Rất hay. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Thì hy vọng là chúng ta xem và học được cái gì đó trong từ cái clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok. Chào các bạn.